Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tháng 3 biên giới do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức điểm tại Tây Ninh. Sáng ngày 3 tháng 3, nhiều hoạt động ý nghĩa của chương trình được tổ chức tại hai huyện biên giới Bến Cầu và Châu Thành. Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu diễn ra chương trình Hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới 171. Chương trình có sự tham dự của ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Phạm Đình Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Lý Trung Đông, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ngay sau lễ dọc cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi, ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn và ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2022. Sau đó, đoàn đến tham quan cột mốc 171. Đây là cột mốc được xây dựng và cắm mốc đầu tiên theo Hiệp ước Bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới năm 2005 trên tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Cũng tại đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022. Về phía tỉnh bạn có ông Tos Bolivar, Phó tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng. Ông Tom Saravut, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Svay Rieng. Lãnh đạo Trung ương Đoàn và hai tỉnh đã gửi tặng quà cho nhau, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vận động Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 30 phần quà và học bổng cho các em học sinh khó khăn địa bàn giáp biên. Trong đó, có 15 em học sinh trên địa bàn huyện Bến Cầu và 15 em học sinh tỉnh Svay Rieng. Kết thúc chuỗi hoạt động tại huyện Bến Cầu, các đại biểu tiếp tục tham dự chương trình tại làng thanh niên lập nghiệp thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy Tây Ninh tặng hoa và quà cho Ban chỉ huy đồn biên phòng Ninh Điền. Báo Người Lao Động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân 20 xã biên giới và làng thanh niên lập nghiệp thực hiện đường cờ Tổ quốc trên vùng biên giới Ninh Điền nhằm góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, cùng chung tay khẳng định chủ quyền đất nước. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh là con của các hộ dân tại làng thanh niên lập nghiệp. Tại xã biên giới, huyện Châu Thành, chương trình tổ chức lễ khởi công xây tặng nhà hạnh phúc cho em Nguyễn Thị Phượng, học sinh lớp 4 trường tiểu học biên giới. Mặc dù phải chịu thiệt thòi do mồ côi cha từ nhỏ, nhưng em luôn nỗ lực, phấn đấu học tốt. Ngôi nhà được khởi công xây dựng với chi phí dự kiến là 80 triệu đồng, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng Việt Nam hỗ trợ. Tại xã biên giới, Báo Người Lao Động trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới. Đây là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2022 và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Công trình có tổng chiều dài 11 km, được thắp sáng bởi 110 bóng đèn năng lượng mặt trời, trải dài qua 5 chốt phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 200 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Công trình đi vào hoạt động sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và các loại tội phạm trên tuyến biên giới, đồng thời giúp cho người dân khu vực biên giới đi lại thuận tiện, an toàn.